Xin chào tất cả các bạn phía dưới đây, và hôm nay sẽ là tập mà mình hứa các bạn là mình sẽ xây lại cho các bạn cái máy nghiền móp mà mình đã giới thiệu cho các bạn trong video trước. Nếu như các bạn muốn xem cái máy nghiền móp đó hoàn thành trông như nào thì mình sẽ để đường link ở phía dưới đường dẫn. Và hôm nay mình sẽ xây lại cái đó, và các bạn thấy đấy, mình sẽ tạo một cái world mới, world bất kỳ, tất nhiên là game mode creative và super flat. Đặt tên world đó là mob, mình không mob grinder version 2.0 game mode creative create. Alright. Giờ chúng ta cần lấy cobblestone, water bucket. Và trước hết là chúng mình chỉ là cách xây đầu tiên. Như thế này, bỏ ô đầu. 2. Bỏ ô này. Làm gì mình chỉ là các bạn sau. Và xây ra đợi 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đây cũng thế, 7. Bên này cũng là 7. Các bạn thấy muốn làm cái này cao thế nào, trước hết mình phải chuyển sang peaceful. Ok. Và xây rãnh thứ hai ở dưới này. Và hãy kiểm tra qua mạch nước, chờ một chút. Bao giờ làm xong các bạn cũng cần kiểm tra qua mạch nước để phòng trường các bạn không xây quá dài, tại vì theo định lý của Minecraft nước chỉ 8 ô. Nếu nó quá 8 ô mà không có block nào cạnh nó thì nó sẽ chảy, nó sẽ ngừng chảy. Còn nếu nó có block, nó sẽ chảy xuống và tiếp tục tạo thành một mạch nước nữa. Như thế này. Nó sẽ chảy xuống. Oh, what? Còn nếu như mình đặt thêm 2 block ở đây. Oh, what? Lag. Nếu mình đặt thêm 2 block ở đây. Frame, stupid. Game. Yo. Nếu mình đặt thêm đây thì nó sẽ ngừng chảy, không chảy nữa. Ôi sao này frame drop quá. Rồi chúng ta tiếp tục xây như thế. Được rồi, và như này. 7. Ôi trời ơi, frame ơi là frame. Frame không được ổn định cho lắm. Chờ một chút, mình sẽ phải chỉnh lại cái max frame rate, build bobbing, fog off, fog quality, animation, water animated, gọi là có minimal, fog for particle, yada, animation, performance, smooth FPS, load far, fast render distance switching, chunks update. Fast math. Alright, fast math. Use optimizing cost function. You can better use this view. Fast render. Faster rendering. Alright. Sorry. 3, 4, 5, 6, 7. Và một điều các bạn cần nhớ là các bạn thể làm cái này dài vô tận. Nhưng mà dài vô tận mình không khuyến cáo lắm, tại cái này tốn rất nhiều cobblestone. Nên mình chỉ làm cho nó ở lớp thứ 6 và mình sẽ ngừng lại. Mình không muốn làm nó dài quá. Rồi, và tất cả phần này sẽ tiếp tục như thế. Và mình sẽ tua nhạc và lấp luôn cả phần nền. Và mình sẽ gặp lại bạn.
Được rồi, và đó sẽ là phần xây dựng qua cái thềm như này. Các bạn thấy xây nó dài vô tận. Và một điều trước khi mình phải nói là nhìn một thằng dốt, cái này phải 8, cái cuối cùng phải 8, tại vì các bạn muốn dòng nước ngưng chảy, không muốn nó linh láng thành một bãi. Rồi, bây giờ tiếp theo sẽ là đổ nước. Và mình đang có ý định là tua nhanh luôn cả phần xây dựng mái, nhưng mà mình như thế mình sẽ sợ là một số bạn đã không biết cách dựng mái. Và bây giờ đổ nước 2 xô là đủ, và không cần quá nhiều xô nước, chỉ cần 2. Chạy 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 và ngưng lại ở điểm này. Đó, thế theo sẽ là phần bao phủ mái. Mình bắt đầu xây dựng từ đây. Tất nhiên các bạn sẽ muốn bao phủ luôn cả phần này. Rồi, cái phần này không cần đến. Ok, đây. Oh, no, no, và mình đang cố gắng tiết kiệm xây cho các bạn một cách để mà tốn cobblestone ít nhất có thể. Như thế này trong Skybox thì các bạn giữ từng miếng cobblestone một. Mình đang xây dựng cho các bạn trong kiểu Skyblock, là nếu như các bạn trong Minecraft Survival, các bạn mình không nghĩ các bạn sẽ thiếu cobblestone. Còn nếu các bạn lười đào thì các bạn thể có luôn luôn có thể strip mine. Rồi, đấy là bao phủ phần mái, xây thêm ô đây, tiết kiệm hết sức có thể. Và có một cuộc gọi từ Skype, có một cuộc gọi từ Skype. Tôi sẽ không trả lời nó, tôi đang record. Xin lỗi nếu như ai đang gọi tôi qua Skype, nhưng thật đáng tiếc tôi không thể trả lời. Được rồi. Và các bạn phải nhớ là các bạn cần phải có đường lên đây, nghĩa là khi mà nhảy các bạn cần khoảng cách 3 ô. Hiện tại xây từ đây đến đây, nhảy lên và xuống như thế này, chúng ta không thể nhảy lên được đúng không? Nên là kéo dài, kéo xuống như thế này chúng ta sẽ nhảy lên. Và khả năng spawn enderman là không có. Mình không nghĩ ở tầng này gần mặt đất này enderman khả năng spawn. Mình vẫn đang sửa chữa qua cái máy nghiền móp này. Nhưng mà các bạn đã xây như thế này, các bạn thì có thể đường lên được, móp có thể đường đi xuống được. Như thế chúng nó có lợi hơn. Oops, no, no. Ok, then. Right out. Được rồi. Và đó sẽ là phần đầu tiên. Và mình sẽ làm tương tự như thế trong tất cả phần còn lại. Và mình sẽ tua nhanh phần này. Và hẹn gặp lại các bạn. One, two, three. Let's go.
Và đó sẽ là phần bên trong. Ta để thấy rất dài, có thể kéo dài vô tận nếu các bạn muốn. Ôi rồi, không thể nhìn thấy gì cả. Tôi cần lấy night vision để tôi có thể nhìn thấy bình thường, nhưng các bạn không thể nhìn thấy gì. Night vision các bạn. Được rồi, chúng ta tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng chuỗi dung nham. Bây giờ chúng ta lấy lava bucket signed ladder. Rồi, và chúng ta bắt đầu xây dựng dung nham. Được rồi, đầu tiên tôi sẽ muốn mob chúng sẽ như này, đi đến đây bị giết bởi dung nham. Đấy, bắt đầu xây phủ kín là còn là trước hết là chúng ta sẽ xây một cái bục 4 x 4, 2 x 4 đúng hơn, và xây cao lên. Còn lại 2 x 4 thì nó phải ở đây. Rồi, xây phủ kín cái này nào. Vào trong rồi hãy xây phủ kín. Nếu con và chúng ta sẽ đặt dung nham ở đây. Trước hết chúng ta sẽ đặt hai cái biển báo và thang. Và chúng ta không thể đặt biển báo ở đây, đúng rồi. Được rồi, và tiếp theo chúng ta đặt dung nham. Ôi, hơi quá dài, rồi xin lỗi. Nghĩa dung nham chảy 4 ô, sai vật sai chút về vật lý Minecraft. Alright. Rồi, tôi muốn sẽ chảy như thế này. Chảy đến đó và ngừng lại. Móp đi xuống đây. Xuống đây và chết. Như thế đất đơn giản. Được rồi, nếu tôi bịt nó vào đây thì sao? Không, tôi không để bịt được. Rồi. Đấy, giờ chúng ta sẽ đặt một chút gì, tôi sẽ bỏ cái dung nham này ra. Hiện tại trước đó chúng ta sẽ phủ dung nham lớp cuối cùng. Và hãy bắt đầu đục xuống dưới này. Ôi, bedrock, ok. Phải đào đây. Đào khi chúng ta thấy mặt trời tươi sáng. Được rồi. Tới phần này tôi không quan tâm các bạn làm gì. Dưới đây sẽ trang trí. Tôi lấy một cái số nước. Tôi đã có số nước, đặt số nước ở đây. Thế rồi, đơn giản như thế. Đặt ở đây. Và các bạn sẽ có hai miếng này. Và các bạn rơi đồ ở đây. Rồi. Oh god fuck. Bây giờ oh stupid shenanigans. Rồi, đặt dung nham xuống. Và hãy thử nghiệm qua cái này. Bằng cách chuyển sang easy. Hi, how are you? Hãy thử spawn một con creeper. Nếu tôi biết đánh bằng creeper. Nếu tôi biết đánh bằng creeper 5 lock creeper. Có drop không? No. Ok. Ok, chúng ta cần phải sửa chữa lại. Có lẽ tôi đặt cái dung nham này quá gần. Hãy tự bỏ cái dung nham này ra nào. Oh, ok. Jeez. Đấy. Vitas. Pipio. Oh, ok, tôi hiểu tôi sai đâu rồi. Tôi làm cái này quá thấp.
Sorry. Sorry. Và hãy dung nham, dung nham. Được rồi, bây giờ nó sẽ được. Và đến spawn creeper. Chết, 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 rơi xuống. Gunpowder rơi xuống. Và đó sẽ là tất cả thì cái máy nghiền mob này. Để chuyển sang hot. Tại sao mà độ spawn trong này nó ít thế này? Để chuyển lại sang peaceful. Và chuyển lại sang hard. Hard. Moppy. Mop. FBI. Mop không spawn. Được rồi. Thực ra không phải mob không spawn, tại tôi đứng ở trong này nên mật độ mob trong này nó không có. Nhưng nếu như bình thường nó sẽ có. Và nếu các bạn thích thì các bạn đã xem, đừng quên share và subscribe. Và như mọi khi tôi sẽ gặp lại bạn trong phía sau gì. Tạm biệt.